Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công thương Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để kịp thời triển khai chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất của người dân, tỉnh đã chỉ đạo ngành công thương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, chỉ đạo phối hợp với các doanh nghiệp triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ đảm bảo đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nội dung này sẽ được đề cập ở phần sau của chuyên mục. Mở đầu sẽ là những thông tin nổi bật về hoạt động giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Do lưu lượng phương tiện chở hàng Tết xuất khẩu quá lớn, trong khi đó năng lực thông quan giảm mạnh nên đã có hàng nghìn chiếc container bị mắc kẹt tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai. Tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai, thường xuyên có khoảng 75 lái xe người Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ trung chuyển xe qua biên giới, thì nay chỉ còn khoảng 20 người. Điều này đã dẫn tới xe hàng của Việt Nam, chủ yếu là các mặt hàng nông sản phục vụ nhu cầu Tết, không có đủ lái xe đưa sang và cả theo chiều ngược lại. Tại cửa khẩu Kim Thành ngày 29 tháng 1, có khoảng 800 đến 900 xe hàng vẫn phải chờ để được thông quan. Ngoài ra còn khoảng 600 xe của Trung Quốc đã trả hàng nhưng nằm lại tại cửa khẩu Lào Cai. Phía Trung Quốc, tình trạng ùn ứ diễn ra tương tự. Lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng để phân luồng, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời gian chờ đợi thủ tục thông quan. Trước tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã tổ chức gặp mặt trao đổi với Ban Quản lý Cửa khẩu huyện Hà Khẩu Trung Quốc để bàn bạc thống nhất giải pháp tháo gỡ tình trạng tồn đọng phương tiện chuyên trở hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã nêu tình trạng ách tắc do có lượng lớn xe vận chuyển hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc chở hàng vào Việt Nam. Sau khi giải phóng hàng hóa, thì xe thùng rỗng của phía bạn chưa thể trở về nước ngay phía Lào Cai đề nghị phía huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam tiếp tục thực hiện kéo dài thời gian thông quan, trả phương tiện xe thùng rỗng đến 22 giờ theo giờ Việt Nam, cho đến khi giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc tại cửa khẩu. Phía Hà Khẩu cũng cam kết bổ sung ngay lái xe trung chuyển cho phù hợp với lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu. đang bước vào dịp cao điểm mua sắm hàng hóa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đánh giá nguồn cung cầu, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, tăng cường các biện pháp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó, phòng chống dịch Covid-19 đối với các chuỗi siêu thị lớn bộ công thương yêu cầu cần có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối của mình phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống phối hợp với các địa phương điều phối cung ứng hàng hóa liên tỉnh để kịp thời cung cấp hàng hóa cho các địa phương thiếu hàng cùng với đó đẩy mạnh việc đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất cung ứng các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh lây lan như khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn để đáp ứng nhu cầu của người dân với giá hợp lý Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch khai thác dự trữ hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hệ thống các siêu thị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động lên phương án phòng chống dịch, đảm bảo cung ứng các nhóm mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục là nhà phân phối cấp 1 nhóm mặt hàng bánh kẹo và đồ uống cho 10 nhãn hàng hóa trong nước. Từ 3 tháng trước, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Lan tại khu công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai đã lên phương án để đăng ký số lượng hàng cụ thể cho thị trường Tết. Với nguồn hàng chuẩn bị lên tới hơn 30 tỷ đồng, thời điểm hiện tại cơ bản lượng hàng đã được doanh nghiệp vận chuyển đến các đại lý trong tỉnh. thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn sơn lan cho thấy về chủng loại hàng hóa tết nhất là các nhóm mặt hàng đồ uống và thực phẩm thiết yếu có mẫu mã tương đối phong phú đa dạng về mẫu mã sản phẩm giá bán các sản phẩm không có nhiều biến động lớn so với những tháng thường ngày so với cùng thời điểm năm trước, dù tổng doanh số bán hàng của doanh nghiệp giảm tới hơn 30%, tuy nhiên với nỗ lực bình ổn thị trường, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, tránh để hiện tượng hàng giả, hàng nhái làm ảnh hưởng tới thương hiệu, các nhà sản xuất Cùng với các nhà phân phối hàng hóa tại các siêu thị trên địa bàn thành phố, nhu cầu mua sắm hàng hóa cho Tết của người dân đã bắt đầu tăng mạnh so với thường ngày. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nên mỗi người đi mua hàng đều nâng cao ý thức đeo khẩu trang khi đi mua hàng. siêu thị thành công đang có số lượng khách hàng mua các nhóm hàng thực phẩm tăng gấp 3 lần những ngày bình thường. Cùng với sự chủ động ký cam kết với các nhãn hàng bình ổn thị trường, không để biến động lớn về giá, kịch bản đảm bảo an toàn phòng dịch và những ngày khách hàng tăng đột biến đã được tính toán kỹ lưỡng. Theo đánh giá của ngành công thương, tổng lượng hàng các nhà phân phối và hệ thống các siêu thị trong địa bàn tỉnh chuẩn bị cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2021 lên tới 4.000 tỷ đồng. Phần lớn các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, phục vụ Tết với số lượng tăng từ 2 đến 3 lần so với tháng bình thường, đảm bảo có thêm nhiều hàng hóa đặc sản cho các địa phương. Lượng hàng dồi dào ổn định, giá cả không có nhiều biến động so với những ngày bình thường tổng giả soát cái nhu cầu khả năng cung ứng và đã tổ chức các cái đoàn trực tiếp xuống các địa phương để kiểm tra cái công tác chuẩn bị này. Đặc biệt là chúng tôi rất là coi trọng về vấn đề về chất lượng hàng hóa, về giá cả và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay thì các đoàn cũng đang trên quá trình đi kiểm tra. Nhưng qua nắm mắt được cái nhu cầu tiêu dùng cũng như lượng cung hàng hóa của năm nay, thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm là sẽ đảm bảo được cái làng lượng hàng hóa để phục vụ cho người dân cũng như về chất lượng giá quả và cái chất lượng an toàn thực phẩm. Tết Nguyên đán 2021 đang tới gần. Để đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu, ngành công thương sẽ tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra xử lý các hành vi buôn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời chỉ đạo hệ thống các cửa hàng bán lẻ như xăng dầu các chợ truyền thống các siêu thị cửa hàng kinh doanh thương mại tổ chức bán hàng ổn định thường xuyên đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân đặc biệt quan tâm tới thị trường khu vực miền núi vùng cao Chuyên mục công thương của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.